Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chỉ Dầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi trưa ngày hôm nay thì anh Sa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn tập 10 của bộ truyện Cháo Phận Đổi Tình đến từ tác giả Chambubi. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, hóa ra thì Vân không phải là con ruột của bà Trung và ngay từ khi mà cô sinh ra, dường như đã bị bà ta đánh cháo. Ở tập truyện ngày hôm nay thì toàn bộ sự thật về thân phận của Vân sẽ được tiết lộ và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là giây phút khi mà bà Trung cùng với Thư bị lật mặt thì sẽ ra sao đây. Tiết lộ thêm với quý vị và các bạn đó là ở phần cuối của tập truyện này thì vẫn còn một rào cản vô cùng lớn nữa thử thách câu chuyện tình yêu giữa Vân cùng với Quân. Vậy thì biến cố cuối cùng này là gì? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Dầu nhé. Ngoài ra thì nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 10 bộ truyện Cháo Phận Đổi Tình, tác giả Chambubi, qua phần diễn đọc của anh Sa. Buổi chiều hôm đó tôi gọi điện về cho bố của mình dưới quê. Tôi đã hỏi ông: "Bố à, bố có biết ngày xưa mẹ sinh con ra như thế nào không? Sao bỗng nhiên con lại hỏi như vậy?" "Mẹ cứ bảo sinh con ở trong bụi chuối làm con tủi thân quá." "À, bố nhớ lúc đó bố đang đi phủ hồ trên Hà Nội. Mà mẹ mày lúc đó ở nhà không biết nghe ở đâu cái tin bố có vợ bé trên này. Thế là vác cả cái bồn bầu lên trên này để tìm bố. Không biết đi giữa đường bị tai nạn thế nào mà lại sinh thiếu tháng. Lúc bố đến đã sinh xong rồi. Mà bố thì vẫn nhớ như in lúc đón mày đấy. Nhìn mày kháu khỉnh lắm. Bác sĩ lại còn bảo nhìn thế này thì ai bảo thiếu tháng đâu." Nghe bố nói, cổ họng của tôi nghẹn lại. Sự suy đoán trong lòng của tôi lại càng chắc chắn. Người ta nói rằng cây kim trong bọng lâu ngày cũng phải lòi ra. Liệu rằng đây có phải là lúc phơi bày mọi bí mật không? "Vân, còn ở đó không?" Nghe tiếng bố vang lên, tôi hơi giật mình, chậm chậm nói: "Dạ, tức là con được sinh ra trên Hà Nội có phải không bố?" "Ừ, đúng rồi." "Thế bố có nhớ lúc đó có ai trong phòng sinh cùng với mẹ không ạ?" "Bố không biết. Mà lúc đến thì mẹ của mày sinh xong rồi. Mà hình như còn có một gia đình giàu có nữa thì phải." Dạ vâng ạ. "Thế bố vẫn khỏe chứ ạ?" "Dạo này thì bố bỏ rượu rồi nên người khỏe hơn trước." "Như vậy thì tốt rồi. Thế bố chịu khó ăn uống vào nhé. Tiền hôm trước con gửi bố tiêu hết chưa ạ?" "Chưa. Bố có tiêu gì nhiều đâu. Không cần phải lo cho bố." "Dạ vâng ạ. Thế bố nghỉ ngơi đi nhé. Con cho cháu ăn đã." "Ừ, tạm biệt con." Sau khi tắt điện thoại, từ mũi của tôi một cảm giác cay xè bỗng nhiên lan tỏa khắp người. Tôi cứ nằm suy nghĩ mãi. Nếu như ngày mai nhận kết quả là tôi là con của cô Loan thì sẽ ra sao đây? Lúc đó tôi và cô sẽ đối diện như thế nào? Nghe đến những hành động của cô khi bảo vệ Thư, bỗng nhiên tôi lại cảm thấy có một chút ghen tị với Thư. Ghen tị bởi vì suốt hơn 20 năm nay Thư được sống trong tình yêu thương của một gia đình đúng nghĩa. Thư đối với cô Loan giống như một viên ngọc quý giá. Còn bà ta thì sao? Bà ấy đối xử với tôi còn tàn nhẫn hơn cả dì gà con chồng. Cho đến khi tôi nhận được kết quả xét nghiệm ADN của tôi và cô Loan xác định có quan hệ huyết thống mẹ con, tôi đã bật khóc nức nở. Tôi tự hỏi, tôi là con gái của mẹ rồi, thì mẹ sẽ thương tôi hay là thương Thư đây? Ngay lúc đó tôi muốn chạy đi tìm mẹ ruột của mình, muốn xác nhận quan hệ của tôi và bà. Dù cho bà tin hay không, nhưng mà tôi vẫn muốn chạy đến gặp bà để nói cho bà biết rằng, mẹ ơi, con mới là con gái ruột của mẹ.
Tôi vội vã bảo Quân lái xe đưa tôi đến nhà của bà. Lúc tôi đến, bà không có ở nhà. Nhìn những bức ảnh gia đình treo trên tường, tôi cảm thấy chạnh lòng. Trong lúc tôi còn đang mải mê ngắm nghía, thì bất ngờ, một giọng nói vang lên. Các người đến đây làm gì vậy? Tôi quay người lại theo giọng nói. Mẹ của mình ngay trước mặt mình, thế nhưng mà khoảng cách cơ như xa ngàn dặm. Cổ họng của tôi nghẹn lại, mải mê thốt nên lời. Mẹ. Cái gì? Cô vừa gọi tôi là gì đấy? Mẹ. Mẹ là mẹ của con. Không. Làm sao mà tôi có thể là mẹ của cô được? Lúc này, tôi đưa tờ giấy kết quả cho bà xem. Tự nhiên xem xong mọi thứ không giống như tôi nghĩ. Bà nhìn tôi lạnh lùng rồi nói. Như vậy thì đã sao? Cuộc đời của tôi chỉ có mình cái Thư là con. Và tôi không chấp nhận cô là con của mình. Cô đừng có mơ. Nghe xong câu nói đó, tôi như bị rơi xuống hố sâu vạn trượng. Tôi nở ra nụ cười bi ai. Ngay cả mẹ của mình cũng không cần mình sao? Vân ơi là Vân. Số mày cũng đúng là không ra gì cả. Nhìn mẹ mà tim tôi như có ai đó bóp nghẹn vậy. Nước mắt cứ như thế, tuôn rơi như mưa. Đột nhiên có ai đó đập mạnh vào vai của tôi. Xong nói trầm ấm cất lên. Vân, em sao vậy? Tôi mở to mắt khi nhìn thấy Quân đang ngồi bên cạnh, mặt đầy lo âu. Hóa ra chỉ là giấc mơ thôi. Vậy mà gương mặt của tôi cũng đẫm nước mắt. Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng thì Quân nói tiếp. Em vừa mơ thấy ác mộng mà. Nói xong thì anh đưa tay chạm nhẹ lên khóe mắt của tôi, lau sạch đi những giọt lệ đang vương rồi nói. Không sao đâu, chỉ là giấc mơ thôi mà. Anh à, em sợ lắm. Em vừa mơ thấy em là con của cô Loan, nhưng mà cô không nhận em. Ánh mắt của cô rất lạnh lùng nữa. Quân cười nhẹ rồi kéo tôi sát lại gần mình. Anh bắt đầu an ủi. Thôi nào, chắc là do em suy nghĩ lung tung nhiều quá nên lại nằm mơ vớ vẩn đấy. Bố mẹ nào mà không thương con? Nếu như ngày mai có kết quả, cô Loan là mẹ của em, thì có khi cô yêu em còn không hết đấy chứ. Nhưng mà em sợ lắm. Ngốc à, em đã chịu nhiều thiệt thòi như vậy. Bây giờ đến lúc phải bù đắp những thiệt thòi đó cho em rồi. Tôi nhìn Quân, gật đầu vài cái, nhưng mà lòng của tôi vẫn rối ren. Quân ôm tôi rất chặt, cánh tay vững chãi đặt lên người của tôi vỗ nhẹ nhẹ. Cơn ác mộng kia cũng dần dần tan biến. Tôi nép vào lòng của anh, ngủ một giấc yên bình cho đến sáng. Buổi sáng hôm sau, lúc tôi dậy đã nhìn thấy hai bố con của anh chơi cùng nhau giữa phòng khách. Nhìn nụ cười của hai chàng trai mà tôi yêu thương, mọi lo âu phiền toái dường như tan biến. Trong lúc tôi đang thơ thẩn ngắm hai bố con anh thì giọng nói của Quân vang lên. Cô Chin, sao mẹ đều chưa kìa? Cứ đứng đó ngắm bố con mảnh mái như vậy. Cây cây nhà lá vườn được ngắm miễn phí có khác nhỉ? Ơ? Này nhá, em ngắm con chứ có ngắm anh đâu. Tại em có chắc là mình không ngắm anh không đấy? Em nói thật mà. Thôi, anh không tin. Đã nghiền là còn ngại. Tôi nhìn Quân lườm nhà anh một cái, cuối cùng ngượng ngùng quá, thế là tôi cãi lại. Ừ đấy, thì em ngắm anh đấy. Anh không cho em ngắm thì... em đi ngắm ông hàng xóm. Nghe tôi nói như vậy, Quân lừ mắt nhìn tôi rồi đáp. Anh cấm đấy. Quân vừa dứt lời thì giọng nói của chị giúp việc vang lên. À, bà chủ đến chơi à? Cậu Quân đang ở trong nhà đấy à? Lúc này cả tôi và Quân đều quay về hướng cửa. Tôi nhìn thấy mẹ của Quân trên tay xách hai túi đồ từ bên ngoài bước vào. Thấy như vậy, tôi vội vàng đứng dậy chỉnh lại quần áo, rồi cúi đầu chào bà. Bác mới tới à? Bà gật đầu một cái, Quân lên tiếng hỏi. Thế hôm nay có việc gì sao mà mẹ qua đây sớm như vậy? Tôi đến nhà con trai của mình, cũng cần có việc mới đến được sao? Lâu lâu về thăm con trai xem sống như thế nào. Đặc biệt là bây giờ có cháu nội rồi. Lâu không đến, nó quên mặt bà nội thì sao đây? Anh chị mới sáng ra,
hỏi những câu linh tinh. Nói xong thì bà đi đến bế cu chin trên tay. Sau này dường như bà thay đổi nhiều hơn trước. Giọng nói của bà ngọt ngào dỗ dành. Ôi, thế hôm nay bà mua cho thằng giống nhà bà mấy bộ quần áo mới nhé. Chưa để con mẹ của con ấy không có mắt thẩm mỹ gì cả. Bố thì giàu có như vậy, không biết đường tiêu tiền của bố, đúng là phí mà. Tôi nhìn bà, tuy rằng khoảng cách giữa tôi và bà vẫn có, nhưng mà ít ra thì bà đã mở lòng với tôi. Thậm chí là tôi còn cảm giác được bà đã ngầm đồng ý cho mối quan hệ của tôi và Quân. Đến lúc tôi thấy chị giúp việc đang dọn đồ ăn sáng trên bàn, tôi lấy hết can đảm lên tiếng. Dạ, bác ăn sáng chưa? Bác ngồi xuống ăn cùng bọn con cho vui à? Bà quay sang nhìn tôi, suy nghĩ tầm 30 giây rồi bế cụ Chin đi đến bàn ăn. Tôi và Quân thấy như vậy thì mỉm cười nhìn nhau. Bữa sáng hôm đó là bữa đầu tiên tôi được ngồi cùng mâm với bà. Tuy rằng bà rất kiềm lời với tôi, thế nhưng mà ít nhất thì bà còn dặn tôi ăn nhiều vào, lấy sữa cho con tí. Cũng nhờ câu nói đó mà tôi hạnh phúc lắm. Cả bữa cơm cứ ngồi tuồm tìm cười mãi. Ăn cơm xong thì bà hỏi chúng tôi. Thế cái vụ của con Thư thế nào rồi? Nghe bố mày bảo kiện tụng gì đó cơ mà. Quân nghe xong thì bình tĩnh trả lời. Thì bây giờ đợi đến ngày ra tòa thôi à? Mà con nghĩ chắc chắn cũng không cần ra tòa nữa đâu. Ừ, dù gì thì nhà bên đó cũng không đơn giản đâu. Đừng có mà chủ quan đấy. Vâng à, con biết rồi. Một lúc sau đó Quân ra ngoài có việc. Tôi nhìn thấy mẹ của Quân bế cu Chin ngồi trên ghế sofa, nên tôi cũng ngồi xuống bên cạnh bà. Ban đầu thì tôi giả vờ lấy cu Chin làm cái cớ, chơi đùa với con một lát, rồi tôi hỏi bà. Cháu thấy là bác dạo này hình như gầy hơn trước đấy à? Gầy là đương nhiên. Tôi lo nghĩ cho anh chị mà bạc cả đầu ấy. Cháu xin lỗi à? Có gì đâu mà xin lỗi. Từ giờ không cần khép nép với tôi như vậy. Tôi nghĩ kỹ rồi. Tôi mà không chấp nhận cô thì mất cả con lẫn cháu. Các cụ nói ngày xưa, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Thế nhưng mà thời đại bây giờ thì con đặt đâu cha mẹ ngồi đấy. Tôi nghe xong muốn rơi cả tim ra ngoài. Cảm giác này vui không để đâu cho hết. Trước đây tôi cứ ngỡ cả cuộc đời này sẽ không bao giờ được sự chấp thuận của mẹ anh. Nhưng mà bây giờ thì khác rồi. Bao nhiêu đau khổ buồn tuổi cũng xứng đáng cho khoảnh khắc này. Tôi rơm rớm nước mắt nhìn bà, ngàn ngào không nói nên lời. Bà thấy như vậy, nhíu mày bảo tôi. Hai cái con bé này, lau nước mắt đi. Thôi, đừng có khóc như vậy. Không lát nữa thằng Quân nó về đây thì lại tưởng mẹ chồng bắt nạt con dâu đấy. Tôi nhìn bà bật cười rồi đáp. Cháu cảm ơn bác à. Nhưng mà nghĩ lại tôi cũng thấy cô bản lĩnh thật đấy. Tính ra cũng không xấu. Nếu như là đứa khác trong lúc đang mang thai như vậy sẽ tìm cách nói với thằng Quân ép tôi chấp nhận. Nhưng mà cô đã âm thầm chịu đựng rồi xác định nuôi con một mình chỉ để tốt cho người mình yêu. Ban đầu tôi cứ nghĩ cô là hàng gái rẻ mạt, đu bám con trai tôi vì tiền cơ. Thực ra thì cháu bán thân cho anh Quân cũng là vì hoàn cảnh. Chứ tâm của cháu lúc đó cũng không hề muốn như vậy. Cái việc đổ lỗi cho hoàn cảnh thì đại đa số đều nói như vậy để ngụy biện. Nhưng mà lần này tôi có thể cho qua cho cô. Tôi cũng mới biết về hoàn cảnh nhà cô. Dạ vâng ạ. Cháu rất vui bởi vì bác đã hiểu cho. Cảm ơn bác lần này. Hôm nay cháu vui lắm à. Cô muốn cảm ơn thì cảm ơn cu Chin đi. Ai bảo cô sinh ra cho tôi thằng cháu vừa đẹp trai vừa nhanh nhẹn thế này. Nói xong thì bà quay sang cu Chin trêu đùa. Chó con của bà. Bà yêu nó lắm đây. Cái thằng đít nhôm này. Sau này đẹp trai tài giỏi như bố thì được, chứ đừng có mà đào hoa như bố đấy. Bà là bà mệt lắm với các nàng rồi đấy. Tôi nhìn cảnh tượng này tự dưng lại xúc động. Không hiểu vì sao, dù bà còn lạnh lùng xa cách với mình, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy biết ơn. Cuộc đời của tôi vốn dĩ đã không hề bằng phẳng,
Nhưng mà sau khi trải qua bao nhiêu sóng gió thăng trầm, đây có lẽ là ơn huệ lớn nhất mà ông trời ban tặng cho tôi. Có đôi khi tôi nghĩ một bất hạnh có lúc lại là một chân trời mới, giống như tôi và Quân vậy. Nếu như lúc đó tôi không lâm vào đường cùng thì làm sao gặp được anh. Mẹ Quân ở lại cho đến gần trưa thì ra về. Bà vừa đi khỏi, bên ngoài có tiếng xe của Quân. Lúc anh từ ngoài cửa bước vào, tôi nhìn thấy trên tay của anh cầm theo phong bao màu vàng. Và tôi nghĩ đó là kết quả xét nghiệm ADN của tôi và cô Loan, thế nên đưa cô Chin cho bà Vũ bế. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, thế nhưng mà khi Quân đưa cho tôi tờ kết quả xét nghiệm, chân tay của tôi vẫn cứ bồn rộn, tưởng chừng như đứng không vững. Tôi đưa mắt nhìn xuống dòng chữ cuối cùng kết quả có quan hệ huyết thống mẹ con. Lúc đó tôi phải mở to mắt, nhìn thật kỹ từng chữ. Bân giang khóe môi của tôi bật cười, cười đến nôi nước mắt chảy dài xuống hai má ướt đẫm mặn chát. Cái cảm giác lúc này sao khó nói thành lời quá. Tôi và cô Loan có quan hệ huyết thống mẹ con. Đúng là chuyện lạ có thật. Nhất thời thì tôi vẫn chưa thể nào thích ứng nổi. Từ một đứa con gái nhà nghèo, trong chớp mắt trở thành đứa con gái nhà giàu. Cứ tưởng đâu nó chỉ xảy ra trong phim thôi, nhưng mà không ngờ rằng lại xảy ra với chính cuộc đời tôi. Cuối cùng thì tôi cũng có câu trả lời vì sao bà ấy lại đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy. Và tôi cũng không thể nào ngờ rằng trên đời này lại có một người phụ nữ bất chấp tất cả chỉ để con gái của mình được ăn sung mặc sướng. Nghe đến cảnh hơn 20 năm con gái bà ta sống cuộc sống như một nàng công chúa, còn bản thân của mình lại sống cuộc sống khốn khổ, thậm chí còn nghĩ đến cái chết. Nghe đến đó thôi tôi lại càng căm hận người phụ nữ đó. Chỉ vì bà ấy mà cuộc đời của tôi là một chuỗi những ngày dài trong nước mắt. Những vết sẹo sau những trận đòn roi đã mờ theo năm tháng, còn vết sẹo trong lòng của tôi chắc là cả đời này tôi cũng không quên rồi. Càng nghĩ thì tôi như dần mất kiểm soát cảm xúc, cứ cười trong nước mắt. Cảm giác hít thở thôi cũng trở nên khó khăn. Quân đưa tay kéo cả người của tôi áp sát vào lồng ngực của anh. Vòng tay của anh ấm áp đã kéo tôi trở về thực tại. Nín đi. Mọi việc sáng tỏ rồi. Đừng có khóc nữa. Anh đau đấy. Quân à, em có đang nằm mơ không vậy? Không đâu. Đây là sự thật. Sự thật em chính là con gái của cô Loan. Em không biết đối diện thế nào với mẹ ruột cả. Em sợ. Ngốc à, không việc gì phải sợ. Có anh ở đây. Nhưng mà dù gì mẹ em cũng chăm sóc, nuôi nấng Thư hơn 20 năm qua rồi. Rồi sao? Cuối cùng thì em mới là con gái ruột của mẹ cơ mà. Nghe Quân nói như vậy, tôi mới cảm thấy lòng của mình nhẹ đi đôi chút. Nhưng mà cứ nghĩ đến giấc mơ hôm qua lại khiến tôi bồn chồn lo lắng. Biết được mẹ ruột của mình thì tôi hạnh phúc lắm. Cơ mà cùng với niềm hạnh phúc đó là một nỗi lo lắng vô tận. Sau một hồi thút thít trong lồng ngực của anh, cuối cùng thì tôi mới bình tĩnh lại được tâm trạng. Quân hỏi tôi. Thế em định làm gì tiếp theo? Tôi suy nghĩ một hồi rồi trả lời anh. Giúp em lập một tài khoản lạ, gửi kết quả xét nghiệm ADN này vào nick Facebook của Thư. Nghe tôi nói như thế, Quân nhíu mày khó hiểu. Em định làm gì vậy? Anh cứ gửi giúp em đi. Quân làm theo lời tôi bảo, và quả đúng như tôi dự đoán, Thư ngay lập tức nhắn lại. Mày là ai? Tại sao lại có tờ kết quả này? Định làm gì đây? Tôi đọc tin nhắn Thư gửi đến, bỗng nhiên khóe môi nhếch ra một nụ cười khẩy. Ngâm cũng thấy hay đấy. Đúng là dò nhà ai qua nhà đó. Tính cách của Thư y hệt như bà ấy, thậm chí là ngoài hình hai người cũng khá giống nhau. Vậy mà ngay từ đầu tôi lại không hề phát hiện ra. Tôi không trả lời tin nhắn đó. Sau đó thì Thư gọi liên tiếp cuộc gọi, tôi không nghe máy, rồi lặng lẽ thoát ra khỏi Facebook đó. Tôi muốn hai người kia sống trong cái cảm giác nằm trên giường ngủ cũng không được, ăn món đắt tiền cũng không cảm thấy ngon miệng. Cứ như vậy cho đến ngày thứ bảy, tôi nghe nói hôm nay Thư được xuất viện trở về nhà, và thứ hai tuần tới
tôi sẽ phải lên tòa. Tối hôm đó, cho cô Chin ngủ xong, tôi bắt đầu đăng nhập vào nick Facebook hôm trước. Điện thoại đổ chuông, liên tục. Lúc này thì những tin nhắn của Thư cứ gửi đến không thôi. Quân nằm cạnh tôi thấy như vậy thì hỏi. Sao em không đến gặp cô Loan đi? Nói cho cô ấy biết. Em muốn đánh đòn tâm lý với Thư đã. Sau đó tôi cho Quân xem những tin nhắn mà Thư gửi đến muốn thương lượng. Tôi bình thản nhắn lại. Cái gì không phải của mình thì cũng không thể nào bền lâu. Giấy thì làm sao mà gói được lửa? Mày, mày là ai? Mày muốn gì? Tao là Vân, con mẹ Loan. Còn khốn, mày định làm gì đây? Tao nói cho mày biết, mày dẹp ngay ý định điên rồ của mày đi. Mày nghĩ là đưa tờ giấy đó ra có thể trở thành con gái của mẹ tao sao? Đúng là cái loại nghèo hèn rồi lại còn mắc bệnh ảo tưởng. Tôi đọc xong tin nhắn mà Thư gửi đến, cũng không lấy làm lạ với tính cách của Thư. Tôi bình tĩnh nhắn lại. Chúc ngủ ngon. Sau đó thì tôi cũng tắt điện thoại vứt sang một bên. Quân ôm tôi vào lòng. Đêm đó có lẽ là một đêm dài vô tận với tôi. Tôi đã tưởng tượng ra rất nhiều tình huống khi mọi người biết sự thật. Cuối cùng bởi vì hồi hộp quá mà gần sáng tôi mới chợp mắt một chút. 9 giờ sáng hôm sau, Quân chở tôi đến nhà của mình. Ngôi nhà đáng lẽ phải gắn bó với tuổi thơ của mình. Vậy mà giờ đây, đứng ngay trước mặt lại hoàn toàn xa lạ. Lúc chúng tôi đến thì bảo quản gia nói. Ông bà chủ ra ngoài từ sáng giờ chưa về. Tôi muốn gặp cô Thư. Dạ, cô Thư ở bên trong. Cậu Quân vào thì được, nhưng mà còn cô gái này... Bảo quản gia liếc mắt nhìn tôi ý nói tôi không vào được. Quân thấy như vậy thì nắm tay tôi rồi nói. Cô gái này cũng muốn gặp Thư. Bảo quản gia nghe xong, suy nghĩ một hồi rồi gật đầu. Lúc chúng tôi bước chân đến cửa thì Quân có điện thoại. Anh bảo tôi vào trước. Bước qua cánh cửa đó, bỗng nhiên người tôi như có dòng điện chạy qua một cách rất lạ lẫm. Lúc này thì Thư đang đi từ tầng 2 xuống. Bên cạnh là người mẹ hờ của tôi đang dìu dắt. Thư cứ ngấm ngoài rồi nói. Tôi đã bảo là chân tôi lành rồi. Bà không phải dìu đâu. Không được. Tôi sợ cô chủ ngã một lần nữa. Lần trước cô cũng nói như vậy. Tôi nhìn hai người họ. Nhớ lại trước kia, mình từng ao ước được người phụ nữ đó hỏi thăm. Thật sự mà nói, chỉ cần hỏi thăm thôi cũng đã là một điều xa xỉ. Đúng là khác máu tanh lòng. Tôi cố gắng trấn an lại tinh thần rồi lên tiếng. Xin chào. Chân cô ổn hơn nhiều rồi Thư nhỉ? Lúc này thì hai người họ đều ngước mắt lên nhìn tôi. Vừa nhìn thấy tôi, sắc mặt của Thư tưởng chừng cắt không ra giọt máu. Ngay cả người mẹ già của tôi cũng như vậy. Hai người lặng lẽ mãi mới thốt nên lời. Có lẽ hai người đó chưa thể nào nghĩ rằng tôi lại đến đây sớm như thế. Trong lúc Thư còn đang cứng đờ cả người nhìn tôi, thì người mẹ hờ của tôi đã lên tiếng. Cái giọng vẫn cứ chanh chua như ngày nào. Con danh kia, mày đến đây làm gì vậy? Tôi mặc kệ, bước đến gần hai người rồi đáp. Con đến thăm nhà mình, à, nhà của Thư. Thư đã ánh mắt lăng trì nhìn tôi. Có lẽ nó muốn băm vằm tôi thành trăm mảnh ngay lúc này. Nhưng có điều ở đây thì không được. Mày, cút ngay ra khỏi nhà tao. Nếu không, tao sẽ kiện mày tội xâm nhập bất hợp pháp đấy. Nhà của mày à? Mày có nhầm không vậy? Tao cứ tưởng là đây là nhà của tao chứ. Thưa ngay như vậy, chột xà, siết chặt tay lại kìm nén cơn giận, ức nghẹn rồi nói. Mày tưởng cái tờ giấy vớ vẩn kia mọi người sẽ tin mày sao? Nếu như không tin thì có thể đi xét nghiệm lại mà. Và lại trong tay của tao có bằng chứng. Mày nghĩ là bố mẹ tao có đủ thông minh để xét nghiệm lại không? Mày... Thư tức quá không làm gì được. Thế nên sai mẹ của mình ra gọi bảo vệ tống cổ tôi ra ngoài. Đúng lúc đó bố mẹ tôi cũng về tới nhà. Tôi lén đưa mắt nhìn thái độ của Thư. Cuống quá, tôi đứng không vững.
Bố mẹ tôi vừa nhìn thấy tôi là nhìn Thư ngã xuống đất thì liền trách mắng ngay. Này cô lại còn dám đến tận đây? Cô làm gì con tôi vậy? Khi nghe mẹ tôi nói như thế, người mẹ hờ của tôi tiếp lời. Ông bà chủ à, nó vừa đe dọa cô chủ đấy à? Cô ấy tội nghiệp lắm ông bà chủ ơi. Lúc này tôi nhìn bà ta, đúng là nói dối, không biết ngượng mồm. Bố tôi đành cất lời thì Quân lên tiếng. Chú ý, cô Loan. Hai người sững sờ nhìn chúng tôi. Bố tôi tức giận rồi nói. Hai người lại còn dám vác mặt đến đây để làm gì vậy? Tôi đã nói rồi, có gì gặp nhau trên tòa đi. Thế với trời đất, khi đó tôi phải cố gắng lắm mới bình tĩnh được. Mỗi khi đưa mắt nhìn bố mẹ của mình, bao nhiêu uất ức dâng lên, môn tuổi thân phát khóc. Quân thì sóng sạc nói. Cháu muốn cho cô chú xem cái này. Khi Quân vừa đưa phong bao màu vàng ra trước mặt của bố tôi thì nhanh như chớp, Thư Đam giật lấy, xé tan tành. Tôi và Quân đều không hề cản lại mà nhìn Thư điên loạn xé từ giấy đó ra thành từng mảnh vụn. Xé xong thì Thư nhìn thái độ của tôi và Quân. Hai hàng lông mày nhíu lại, rồi bất giác, Thư lại giật mình giải thích với bố mẹ tôi. Cũng do con kích động quá. Con không muốn nhìn thấy hai người này, bố mẹ. Bố mẹ, đuổi họ đi đi, đuổi ngay đi. Bố tôi lúc này thấy Thư như vậy, chắc cũng không còn đủ kiên nhẫn mà cho chúng tôi đứng trong nhà nữa. Ông quát lên. Cô cầu, cút ngay ra khỏi nhà tôi. Tôi không cần xem cái gì cả. Chú đuổi cháu thì được, nhưng mà không nhé. Chú nhẫn tâm đuổi cả con gái ruột của chú sao? Cậu nói sao cơ? Ông nhớ mày hỏi lại như vậy. Vân mới là con gái ruột của chú đấy. Ông bà nghe Quân nói như thế chắc có lẽ cảm thấy giống như một trò đùa vậy. Nực cười. Cậu nghĩ là tôi là đứa trẻ lên ba sao? Cậu muốn dắt mũi thì dắt sao? Tôi vẫn đứng lặng yên quan sát hai người. Dường như là hai người vẫn chưa thể nào tin nổi và còn xem lời Quân nói là bịa đặt. Phải rồi, ngay cả tôi cũng khó chấp nhận cơ mà. Còn Thư từ nay đến giờ vẫn một mực khóc giống lên, vừa run sợ vừa nói. Bố mẹ đừng tin lời những người này nói, là bịa đặt đấy. Chủ yếu là không muốn nhà mình kiện cô ta. Lúc này thì tay của Thư chỉ vào mặt của tôi. Mẹ hờ của tôi cũng tiếp lời Thư. Đúng đấy, ông bà chủ à. Tôi đẻ ra cái Vân. Sao cái Vân có thể là con của ông bà chủ được? Đừng nghe lời chúng nó nói như vậy. Chúng nó nói điều đấy. Đáp lại những lời nói đó, Quân chỉ lạnh lùng rút ra trong túi tờ kết quả xét nghiệm ADN chính thức đưa cho bố mẹ tôi. Lúc này thì Thư còn muốn giật lấy cũng đã bị Quân ngăn lại. Ông bà bàng hoàng, không khép nổi miệng khi cúi xuống nhìn tờ kết quả xét nghiệm. Có lẽ sự việc này quá sốc. Sốc đến nỗi ông không dám tin đây là sự thật. Rồi thì ông hỏi. Làm sao mà tôi tin được? Kết quả này là thật đấy. Làm sao mà con gái của tôi lại là con bé này? Từng lời ông nói giống như từng mảnh thủy tinh vụn vỡ cắt vào da thịt của tôi. Cảm xúc khi đó của ông bà là điều dễ hiểu. Và tôi thì cảm thấy tủi thân quá. Cả người của tôi cứng ngắc. Trước kia từng trải qua rất nhiều cảm xúc. Thế nhưng mà cảm xúc này thật sự khó chịu. Cổ họng của tôi nghẹn cứng lại, rồi nhìn thái độ của hai người. Và cũng vào khoảnh khắc căng thẳng đó, bà quản gia báo bà nội đã tỉnh lại. Hóa ra là bà đã được xuất viện năm hôm nay và đang nằm chăm sóc tại nhà. Không biết có phải trời thương tôi hay tất cả chỉ là một sự trùng hợp. Bà nội tỉnh lại đúng vào khoảnh khắc quan trọng nhất. Mà lúc đó thì Quân cũng bảo tôi, người của anh đã bắt được mấy thằng du côn kia. Bà nội tỉnh lại, nhưng mà không nói được gì nhiều cả. Mắt của bà chân chân nhìn tôi, tay chỉ về phía cánh tủ, nói duy nhất một chữ, mở. Cánh tủ được bố tôi mở khóa, trong đó vòn vẹn đựng một chiếc phong bao màu vàng. Mà đó chính là kết quả xét nghiệm ADN của tôi và bố tôi với kết quả. Có quan hệ huyết thống cha con. Bố tôi dường như vẫn không thể nào tin nổi,
Con hỏi bà nội tôi một lần nữa. Con là bố của con bé này sao? Bà nội gật đầu. Lúc đó cả bố và mẹ đều sững sờ quay sang nhìn tôi. Tôi nhìn thấy viền mắt hai người bỗng chốc đỏ hoe. Chỉ một chút nữa thôi là có thể rơi nước mắt. Mà tôi lúc này cổ họng cũng nghẹn đắng, không thốt nên lời. Bao nhiêu điều muốn nói, bao nhiêu điều muốn hỏi, ứ nghẹn lại trong tim. Thế rồi cả hai người, từng bước tiến về phía tôi. Không hiểu sao lúc đó có một áp lực nào đó khiến tôi lùi chân lại. Hai ông bà cùng lên tiếng hỏi. Con thực sự là con gái của bố mẹ sao? Tôi nhìn mẹ, bờ vai đang run lên. Trong một giây ngắn ngủi, nước mắt của mẹ thi nhau tuôn rơi. Mẹ vẫn khóc, giọng nói thì lạc đi. Con à, cho mẹ ôm con được không? Tôi suy nghĩ vài giây rồi gật đầu. Bà ôm chầm lấy tôi. Nhìn thấy bà khóc, tôi cảm thấy tim của mình như ngàn đắng. Hơn 20 năm trên cuộc đời, đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được tình cảm của một người mẹ. Tôi nhìn bà khóc, tôi cũng không nhìn được mà nói. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa. Bà nghe tôi nói như vậy, vội vàng buông người tôi ra, xúc động rồi hỏi. Con vừa gọi mẹ là gì vậy? Mẹ. Tôi nói xong thì bà bật khóc thành tiếng, giống như cảm xúc vừa vỡ òa vậy. Thế rồi thì bà từ từ đưa bàn tay chạm nhẹ vào mặt của tôi. Nhìn thẳng vào đôi mắt của bà, tôi nhìn thấy đôi mắt ấy tràn đầy bi thương. Có lẽ ngàn ngào không nói nên lời. Phải mất một lúc rất lâu bà mới nói. Mẹ xin lỗi con gái. Cái tát hôm ấy có phải là rất đau không? Bà nói đến đây, hai hàng nước mắt lại tuôn như mưa. Tôi nghĩ chắc có lẽ bà đang nhớ đến cái hôm ở bệnh viện đã tát tôi một cái rất mạnh. Tôi thấy như vậy thì nắm tay của bà rồi đáp. Con không sao. Mẹ không có lỗi gì cả. Lỗi là do bà ta gây ra. Con gái, bố đã gây cho con quá nhiều tổn thương. Bố mẹ. Ông vừa nói cổ họng lại vừa nghẹn lại. Tôi ngước mắt nhìn ông. Người đàn ông cao lớn vĩ đại ấy đã rơi nước mắt. Thế rồi ông lại nói tiếp. Xin lỗi con. Bố thật sự không xứng đáng làm người bố tốt. Nghe đến những lời bố từng nói với con. Bố... Lúc đó Quân thấy ông xúc động quá nên đã đi đến vỗ vai của ông vài cái, như những lời an ủi mà người đàn ông hay dành cho nhau. Tôi nhìn ông bà vừa khóc vừa nói. Bố mẹ nhận con là tốt rồi. Mọi chuyện cũng đã qua. Con chỉ sợ bố mẹ không nhận con thôi. Sao mà bố mẹ lại không nhận con chứ? Con mới là con gái ruột của bố mẹ. Ngay từ lần đầu gặp con, mẹ đã có tình cảm rất đặc biệt với con. Vậy mà mẹ đã ích kỷ mà làm tổn thương con. Bố lại còn nói những lời không hay với con nữa. Lúc này thì hai ông bà thi nhau nói hết những tâm sự trong lòng của mình. Mai cũng ướt đẫm nước mắt. Thế rồi bất ngờ giọng nói của Thư vang lên. Tránh ra đi. Các người có quyền gì mà lại ngăn cản tôi? Ngay như vậy, mọi người đều chạy ra ngoài. Thư cùng với mẹ cô ta đang tay xách nách mang thì bị người của Quân ngăn lại. Chiếc túi từ trên tay cô ta bất ngờ rơi xuống. Thư vừa nhìn thì đột nhiên lảo đảo lùi lại. Mẹ tôi nhìn Thư, từ từ lên tiếng. Con định đi đâu vậy? Mẹ, tại sao mẹ lại nhận nó làm con vậy? Con đã thấy hết rồi. Bố mẹ đã nhận nó sao? Bởi vì Vân mới là con ruột của bố mẹ. Mẹ tôi lạnh lùng thẳng thắn trả lời Thư như vậy. Bố tôi lên tiếng hỏi tiếp. Bây giờ tôi mới hỏi bà Trung. Tại sao bà lại nuôi con gái của tôi vậy? Và cái Thư có phải là con gái của bà không? Nghe bố tôi hỏi như vậy, gương mặt bà ta cơ hồ cắt không ra giọt máu. Nhanh như chớp, bà ta quỳ xuống chắp tay trước mặt bố mẹ tôi rồi van xin. Tôi xin ông bà chủ, tất cả là lỗi của tôi. Còn bé Thư không biết gì cả. Nó cũng chỉ là người vô tội. Là tôi ham giàu, nảy ra ý định tráo đổi hai đứa. Xin ông bà
thương lấy con bé. Tôi nhìn bà ta, con gái bà ta vô tội sao? Vô tội đến nỗi lập ra cả âm mưu để hại bà nội. Vô tội đến nỗi âm thầm nhận nhau rồi bàn mưu chiếm tài sản à? Cái đó gọi là vô tội sao? Tôi nhàn nhạt cất lời. Hai người muốn giết hại bà nội để giấu nhẹm chuyện này đi. Như vậy thì còn gì gọi là vô tội nữa? Nghe tôi nói như thế, ai cũng sững sờ ngạc nhiên. Tôi bắt đầu kể lại cho mọi người nghe những gì đã nghe thấy ở trong bệnh viện. Bố mẹ tôi nghe xong đều vô cùng sốc, đưa đôi mắt thất vọng nhìn Thư. Bố tôi nói rằng có thể tha thứ cho tất cả mọi chuyện, nhưng mà riêng việc muốn hại bà nội và hại tôi thì sẽ không bao giờ bỏ qua. Thư nhìn ánh mắt lạnh lùng của bố, ánh mắt vô tình của mẹ, bất chợt buông thõng đôi tay xuống, khuỵu xuống nền đất. Hai hàng nước mắt lá chã tuôn rơi. Hai mươi mấy năm qua, con chung sống với bố mẹ, cuối cùng vẫn thua cả một đứa con gái ruột, chưa từng chung sống bố mẹ ngày nào cả. Bố mẹ ác lắm. Bố tôi nghe xong ngửa cổ lên rồi nói. Nể tình, cô là con gái của chúng tôi trong suốt hơn 20 năm qua. Tôi sẽ không truy cứu những lỗi lầm của cô nữa. Từ nay, nhà họ Vũ chúng tôi và cô ân đoạn nghĩa tuyệt. Dường như Thư biết là mình không thể nào van xin được nữa, hoặc nếu như có van xin cũng vô ích, nên ngồi sụp xuống đất rồi khóc. Sau đó thì bố tôi lại nói tiếp. Còn bà Trung, bà nghe cho rõ đây. Những gì bà đã gây ra cho gia đình của tôi, con gái tôi nữa, tôi sẽ khiến cho bà trả giá đắt nhất. Tôi nhìn bà ta không ngừng quỳ sụp xuống chân của bố tôi cầu xin, không cầm được lòng. Tôi không còn lời nào để nói về bà ấy. Nhưng mà nghĩ đến thằng Tí, nghĩ đến thời gian hơn 20 năm qua tôi đã dành cho em của tôi, tôi đành lên tiếng. Con xin bố, xin bố tha cho bà ấy. Dù sao bà ấy cũng có công nuôi dưỡng con. Bố tôi nghe tôi nói như vậy thì gật đầu. Được, bố nghe con, mọi chuyện đều nghe con. Sau đó thì mọi đồ đạc của hai mẹ con nhà Thư bị bố mẹ tôi cho người dọn hết cả ra ngoài. Sau khi hai người họ đi khỏi, mẹ tôi thất thần ngồi xuống. Tôi hiểu cảm giác lúc này của mẹ. Dù sao đi nữa thì Thư cũng là do mẹ tôi một tay nuôi nấng chăm sóc. Sau đấy, tôi cũng chưa kịp nói gì nhiều với bố mẹ thì phải ra về, bởi vì bà Vũ ở nhà gọi cô Chin bị sốt. Ngày hôm nay tôi đã chính thức nhận lại bố mẹ. Thế nhưng mà không hiểu vì sao, trong lòng vẫn cảm thấy thiếu đi một điều gì đó. Buổi chiều hôm đó, bố mẹ tôi có qua nhà. Ông bà mang theo rất nhiều đồ cho cô Chin. Bà lại còn tự tay làm mấy món ăn vặt mà tôi thích. Bà bảo, bà nghe Quân nói con thích ăn mấy món này. Dạ vâng, con cảm ơn ạ. Vân ạ. Dạ. Bố mẹ biết là con vẫn chưa thể nào thích nghi được sự thật này, nhưng mà bố mẹ vẫn sẽ cố gắng bù đắp những tổn thương mà con đã trải qua. Bố mẹ cũng đã biết hết người đàn bà độc ác đấy đối xử với con như thế nào rồi. Mẹ thực sự không dám tưởng tượng, vì mẹ nghĩ thôi mà lòng đã đau quặn thắt. Bố mẹ đều yêu con. Dạ vâng, mọi chuyện cũng qua rồi. Quan trọng là cuối cùng gia đình của mình tìm lại được nhau. Trong cái rủi vẫn có cái may. Bà nội thế nào rồi ạ? Bác sĩ khám cho bà, nói rằng tiến triển tốt. Cũng sớm khỏe lại thôi. Chắc là bà mong con lắm đấy. Dạ vâng ạ. Bố mẹ cũng đừng suy nghĩ nhiều mà nặng lòng về chuyện của con nhé. Được rồi. Trưa nay bố con bảo sang tuần tổ chức họp báo và làm một buổi tiệc giới thiệu để mọi người biết về con. Con nghĩ là không cần thiết phải làm lớn như vậy đâu ạ. Con gái ngốc, con xứng đáng mà, bởi vì con là con gái của bố mẹ. Tôi mỉm cười hạnh phúc rồi gật đầu. Ông bà lại chơi với cô Chin cho đến gần tối mới về. Mà hôm nay đúng ngày con nóng sốt, thế nên thành ra cũng không theo ông bà mấy, lúc nào cũng bám chặt mẹ không rời. Tối hôm đó cô cậu bắt mẹ ôm đi ngủ. Quân thấy như vậy thì bắt đầu trêu. Bố nhường vợ bố cho con ngày hôm nay thôi đấy nhá. Anh này, con đang bệnh đấy. Ơ thì anh cũng bệnh cơ mà.
Thế bệnh gì? Ờ thì bệnh tương tư em đấy. Tôi nghe xong thì lườm nhà Quân một cái. Đúng là đồ xấu xa mà. Cuộc sống của chúng tôi cứ như vậy, nhẹ nhàng trôi qua từng ngày, cho đến trước ngày họp báo diễn ra một ngày. Hôm đó, tôi đang trên đường mua ít đồ cho cô Chin, thì bất ngờ một lực rất mạnh từ đâu đập thẳng vào gáy của tôi, khiến tôi toàn thân ngã quỵ xuống đất. Trước khi mất đi ý thức, tôi vẫn kịp nghe giọng của cái thư vang lên. Tao và mày cùng chết đi! Tôi không biết là mình ngất đi bao lâu, cho đến khi tỉnh dậy đã thấy mình ngồi trong một chiếc xe. Nhìn sang bên cạnh, tôi thấy đó là Thư đang lái xe. Tỉnh lại rồi sao? Tỉnh lại đi, để cảm nhận được cái chết đau đớn như thế nào. Thư, cô định làm gì vậy? Dừng xe lại đi. Tôi càng nói tốc độ xe lại càng đi nhanh. Tôi nhìn khuôn mặt của Thư, hình như cô ta đang mất kiểm soát. Tôi bình tĩnh rồi nói. Thư à, tôi xin cô đấy. Cô nghe tôi nói đi, cô dừng lại đi. Mặc mớ gì tao phải dừng lại? Tao đã mất tất cả rồi. Tao không muốn sống khổ sống hèn. Nếu như tao chết thì mày cũng phải chết. Tôi cố gắng tìm chỗ nhấn phanh chân, nhưng mà Thư lại càng lúc càng tăng tốc. Trên con đường hai bên là hai bờ vực, chúng tôi giằng co nhau một hồi. Khoảnh khắc chiếc xe lao thẳng xuống vực thì cũng là lúc tôi dần chấp nhận sự thật. Nếu như có kiếp sau, em vẫn muốn gặp anh một lần nữa. Phạm Thiếu Quân. Nếu như có kiếp sau, mẹ vẫn muốn làm mẹ của con, Phạm Minh Đức. Tạm biệt những người mà tôi yêu thương. Một năm sau. Tiên Thành Minh năm ấy, khí trời lành lành, mưa phùn lất phất, mang một vẻ buồn man mác. Tôi ngồi bậc thềm trước một căn nhà sàn. Bên tai bỗng nhìn cứ văng vẳng giọng nói trầm ấm của một người đàn ông. Anh và con vẫn ở đây đợi em. Ngước mắt lên nhìn bầu trời cao, đầu của tôi như muốn vỡ ra làm đôi. Tôi đau đớn ôm đầu vật vã. Nhiều lúc đau quá chỉ muốn buộc cái đầu này ra xem trong đó có gì mà lại khiến người ta đau như vậy. Thế rồi bất chợt một cái đập tay vào người khiến tôi như bừng tỉnh. Này cháu, lại làm sao vậy? Tôi thẫn thờ nhìn bà lão ngoài 80 tuổi trước mặt. Tôi rơi nước mắt rồi nói. Bà ơi, hình như là cháu đã bỏ quên điều gì quan trọng rồi. Tôi không nhớ là mình sinh ra ở đâu, bao nhiêu tuổi, tên gì. Ký ức duy nhất còn sót lại trong tôi chính là khi tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong một ngôi nhà sàn. Trước mặt của tôi là một bà lão tóc đã bạc và một người đàn ông trẻ tuổi. Hai người nhìn tôi một hồi, miệng nở ra nụ cười nhẹ rồi hỏi. Cháu tỉnh rồi à? Đây là đâu à? Đây là thôn Cang Trải. Cháu đã hôn mê một tuần nay rồi đấy. Ơn trời cháu đã tỉnh lại. Tôi đưa tay sờ nhẹ lên đầu của mình. Người đàn ông kia vội vàng ngăn lại. Ấy, đừng có động vào. Tôi vừa mới đắp thuốc cho cô đấy. Hai người là gì với cháu vậy? Nghe tôi hỏi như thế, bà vừa cười vừa giải thích. Hai bà cháu đi hái thuốc thì lại gặp cháu mắc kẹt ở khe núi. Lúc đó người cháu bê bết máu, ta còn nghĩ không thể nào cứu được ấy. Cũng tạ ơn trời Phật, tạ phúc đức nhà cháu nên cháu mới có thể sống sót. Vậy hai người chính là ân nhân của cháu. Cháu không biết lấy gì báo đáp ân đức này cả. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, có cái gì đâu. Nhưng mà cháu có nhớ cháu tên gì không vậy? Tôi nhìn bà lão. Đúng rồi, tôi tên gì nhỉ? Càng nghĩ thì tôi lại càng cảm thấy đầu của mình như sắp nứt ra làm đôi vậy. Bà nhìn thấy như vậy thì liền nói. Thôi không sao, cháu đừng cố gắng quá, kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. Nếu như cháu không nhớ thì tạm thời cứ ở lại đây với hai bà cháu ta. Có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo. Tôi chần chừ nhìn bà bởi vì sợ mình sẽ là gánh nặng của hai người. Người đàn ông kia thấy như vậy thì nói thêm. Bà tôi nói đúng đấy. Nếu như cô không ngại cứ ở đây, nhà tôi cũng rộng lắm. Hơn nữa thì vết thương của cô không phải ngày một ngày hai là hồi phục được đâu. Dạ vâng, vậy thì phiền bà và anh rồi.
không có gì phiền cả. Và lại trong lúc cháu chưa nhớ ra tên của mình, bà cứ tạm gọi cháu là An nhé. Dạ vâng ạ. Trong khi tôi còn đang thất thần suy nghĩ thì một giọng nói trầm ấm vang lên. An, đi xem hội làng với anh không? Tôi ngoảnh đầu nhìn lại. Anh ấy là Nam, là người đã cứu tôi, giúp đỡ tôi, chăm sóc tôi rất nhiều trong suốt một năm qua. Giọng của anh rất nhẹ nhàng, từ ngữ gái gọn, không hề mang hơi hướng của giọng người bản địa. Rời xa quê hương cũng đã một năm rồi. Giữa những người xa lạ này, có một người luôn mang cảm giác như một người anh trai, cũng khiến tôi bớt đi bơ vơ lạc lõng. Tôi mỉm cười gật đầu. Dạ có anh à. Anh Nam cười, lấy cái khăn quàng vào cổ của tôi rồi nói. Xa đường lành lắm đấy. Tôi cười hì hì nhìn anh. Bỗng nhiên tim nhói lên cảm giác gì đó rất thân quen. Giống như kiểu trước kia đã từng có ai đó làm như vậy với tôi đấy. Đến lễ hội, tôi cảm thấy thích thú không kiềm được trước cảnh vật này, liền nói. Anh Nam, chụp cho em bức ảnh được chứ? Ở đây đẹp và náo nức quá. Nam gật đầu, chụp cho tôi rất nhiều bức hình. Trong lúc anh đang chăm chú chụp cho tôi thì chị Thoa, bạn thân của anh Nam, đi đến lên tiếng nói. Đưa đây, tôi chụp cho hai người một tấm làm kỷ niệm. Tôi và Nam ngượng ngùng nhìn nhau. Rõ ràng là như hai người anh em, nhưng mà khi đứng bên nhau vẫn có cảm giác gượng gạo thế nào ấy. Chị Thoa vừa chụp ảnh là vừa suýt xoa. Eo ơi, đẹp đôi phết. Thế này mà không yêu nhau thì hơi phí nhỉ? Nam nhìn tôi rồi đáp. Anh có thấy là mình đẹp đôi không? Em thấy anh và chị Thoa đẹp đôi hơn ấy. Nói xong thì tôi vội vàng chạy đến chỗ chị Thoa, đẩy chị lại để chụp ảnh cùng với Nam. Chị Thoa vừa bị tôi đẩy vừa kêu. Hai cái con bé này, kỳ thật đấy. Thế rồi ba người chúng tôi cùng nhau đi chơi, đi ăn. Ở đây một năm rồi, nhưng mà tôi còn chưa biết hết các món ăn ở nơi đây. Ban đầu toàn không quen miệng, nhưng mà ăn nhiều bây giờ cũng thành nghiện. Nam có một người chị họ trên thành phố. Thỉnh thoảng chị của anh lại gửi quần áo xuống để gửi đến các bé có hoàn cảnh khó khăn và những em bé mồ côi sống ở chùa. Mà quần áo ở đây là do chị của anh đi gom đồ đã mặc rồi, thế nhưng mà phải nói là đồ vẫn còn rất mới. Gửi mỗi đợt 1-2 bao tải xuống. Tối đó cũng giống như mọi lần, tôi cùng với anh và bà ngồi phân loại quần áo theo từng độ tuổi. Nhìn những bộ quần áo nhỏ nhỏ xinh xinh, bỗng nhiên tim tôi nhói lên cảm giác rất lạ lắm. Tôi lại nhớ đến những giấc mơ mà tôi thường mơ thấy. Trong mơ, tôi nghe thấy tiếng gọi của một đứa bé gọi tôi bằng mẹ. Có điều, tôi lại chưa bao giờ nhìn rõ mặt đứa bé. Nghe đến đó thôi, sống mũi của tôi lại bắt đầu cay cay. Ai trên đời cũng có một quê hương, cũng có một chốn để trở về. Tôi tự hỏi, quê hương của tôi như thế nào? Ở nơi đó mọi người có đang trông ngóng về tôi không? An xem này, cái đầm nhỏ này xinh chưa? Mà trên thành phố đúng là nhiều mốt đẹp quá đấy. Đồ thì lại còn mới nữa. Tôi đưa mắt nhìn chiếc đầm trên tay của bà. Công nhận là đẹp thật đấy. Tôi mỉm cười rồi nói. Dạ, trên đó kinh tế khá giả hơn mình, nên chắc là họ không tiếc tiền sắm đồ đẹp cho con đâu bà. Ừ, nhìn những món đồ này bỗng nhiên bà nghĩ là biết bao giờ mình mới có chắc nổi đây. Bây giờ thì bà cũng già rồi, cũng không sống được bao lâu. Ước mơ duy nhất bây giờ là thằng Nam yên bề gia thất. Nam nghe bà nói như vậy thì liền đáp lại. Ơ kìa bà lại nói như vậy rồi. Chả bố anh ấy, tôi nói thật đấy. Nói đến vợ con mà anh cứ dừng dưng như không vậy. Duyên số cả rồi bà, có phải muốn là lấy được đâu bà. Anh cứ không đi hỏi thì gái nó đến tận nhà nó đón anh đi đấy nhở. Thời đại bây giờ con gái thì hiếm sẵn. Và lại, anh xem đi, ở làng mình mấy đứa kém anh vài tuổi, vợ con cả rồi. Ôi xôi, bà lại ca bài ca lấy vợ rồi đấy. Có em An ở đây, bà giữ mặt mũi cho cháu trai của bà tí đi. Gớm, An bây giờ nó là người một nhà rồi, ngại cái gì. Thế hay anh cứ nói đi, anh thích kiểu con gái như thế nào, để bà già này tìm mối cho anh. Bất chợt thì Nam ngước mắt nhìn tôi tầm 30 giây. Không biết có phải anh nói thật hay đùa mà anh bảo.
Cháu thích người con gái kiểu như An này bà. Lúc đó thì tôi ngượng quá không biết nói gì cả. Hai má cảm giác cứ nóng bừng bừng. Chắc là Nam biết tôi ngại nên giải thích. Cháu trêu như vậy thôi chứ bà yên tâm. Cứ để cháu tìm dần dần. Bà bây giờ cứ lo cho tốt sức khỏe của mình. Còn về chuyện cháu thì cháu tự khắc có sắp xếp. Anh mà chưa lấy vợ thì bà già này không yên tâm được đâu. Cháu biết rồi mà. Tôi thấy như vậy cũng tủm tỉm cười dỗ dành bà vài câu. Phân loại đồ đến 11 giờ đêm mới xong. Sáng hôm sau, tôi và anh Nam mang đồ đến từng nhà khó khăn. Có những em bé độ tuổi như vậy rồi chia cho mọi người. Nhìn những nụ cười của các bạn nhỏ khi có quần áo mới. Bao nhiêu nhọc nhằn mệt mỏi của cuộc sống như hóa thành tro tàn. Cuộc sống ở đây bình yên lắm. Không cần phải ganh đua nhau. Chỉ cần cơm ăn, áo mặc đầy đủ đã là một niềm hạnh phúc lớn lao. Mỗi lần đi chia đồ như vậy, mọi người lại trêu tôi và Nam là một cặp. Và đặc biệt là những em bé quanh đây. Các bạn ấy hay gọi tôi với Nam là cô xinh gái và chú đẹp trai. Trên đường đi, một chốc một lát, Nam lại hỏi tôi. Em có mệt không? Dạ không, em thấy vui mà. Vậy thì mình cùng mang ít đồ này sang các em bé mồ côi ở chùa bên nhé. Dạ vâng ạ. Tôi hí hửng ngồi trên chiếc xe máy Dream cũ kỹ phía sau Nam. Chuyến đi hôm ấy, chúng tôi nói với nhau rất nhiều điều. Nói về công việc, những dự định tương lai. Tôi bảo Nam. Em thấy là bà mong ngóng cháu dâu và chắt nổi lắm rồi đấy. Ừ, bà muốn anh lấy vợ từ 3 năm trước cơ. Tại sao anh không tìm cho bà một cô cháu dâu đi? Nam bật cười rồi đáp. Thế em nghĩ lấy vợ dễ lắm sao? Em thấy là anh mọi thứ đều tốt. Tìm một người không phải là quá khó đâu. Vậy mà em có đồng ý... Em thì nói làm gì? Em coi anh như là người anh trai đấy. Nam mỉm cười nhìn tôi. Tôi thấy ánh mắt của anh có một chút hụt hẫng. Sau đó anh nói anh thích cuộc sống đơn giản. Ngày đi làm tối về nấu cơm phụ bà việc nhà. Thì thoảng có thời gian đi phát quà cho các bé nhỏ. Nếu như may mắn gặp được người mình thương mà cũng thương mình thì càng tốt. Còn không thì cuộc đời cứ như vậy trôi qua thêm mấy chục năm nữa rồi cũng già. Nghe anh nói như vậy bỗng nhiên tôi lại nhớ đến ước mơ của mình. Tôi thì cũng không thể nào ở mãi như vậy mà phiền anh và bà được. Nhưng mà tôi lại không biết đi đâu về đâu bây giờ. Không nghĩ đến thì thôi. Nghĩ đến tôi lại thấy chính tôi đang cảm thấy bản thân lạc lõng giữa dòng suy nghĩ mơ hồ không thành hình. Giống như đang phải đứng giữa dòng đời xuôi ngược mà không biết là mình phải đi hướng nào. Tôi thở dài rồi nói. Ít ra thì anh còn có định hướng của mình. Còn em thì không biết phải làm thế nào đây. Ừ, lại bi quan rồi đấy. Cười một cái cho xanh nào. Tôi nhìn Nam, bật cười thành tiếng. Nam đưa tay véo nhẹ má tôi một cái rồi anh bảo. Em cười xanh lắm đấy. Cảm ơn anh. À, anh quên không nói với em. Cuối tuần này anh xuống Hà Nội. Em cũng muốn đi chơi cùng anh cho biết không? Hà Nội à? Nhưng anh xuống đó làm gì vậy? Anh đi công việc, với cả mua vài thứ dưới đó. Hà Nội đẹp lắm, định rủ em đi chơi cho đỡ buồn chán. Tôi suy nghĩ vài giây rồi gật đầu. Dạ vâng ạ. Thực ra ban đầu tôi cũng không thích đi cho lắm, nhưng mà không hiểu sao lúc đó cảm giác khi nghe đến hai từ Hà Nội, thì cái cảm giác thân thương nó lại ùa về. Có những khoảnh khắc phải nói là cảm giác rất khó hiểu. Bất chợt đến rồi lại làm thổn thức cả con tim. Thế rồi bắn đi vài ngày là đến cuối tuần. Buổi sáng hôm đó bà gọi hai đứa tôi dậy từ rất sớm. Ăn uống xong xuôi rồi chúng tôi cùng nhau ra bến xe khách. Lần đầu đi xe khách sau một năm trời, cảm giác đầu tiên của tôi là chóng mặt. Tôi ngồi trên xe mệt mỏi đến nỗi ngủ đi lúc nào cũng không hề hay biết. Cho đến lúc Nam gọi tôi dậy thì đã đến đất Hà Nội. Dìu tôi xuống xe. Lúc đó chân tôi có một chút loạng choạng. Nam thấy như vậy thì bảo. Mình ra chiếc ghế đá bên kia đường ngồi đi. Em bị say xe nên mới bị như vậy đấy. Dạ vâng ạ. Tôi thẫn thờ nhìn dòng người qua lại. Hà Nội hôm nay có nắng nhẹ, tiết trời rất đẹp. Cứ tựa như mùa thu vậy. Bận rộn tôi ngước mắt nhìn về hàng hoa đối diện ven đường.
tôi nhìn thấy một người đàn ông mặc âu phục đen, dáng của anh ta cao lớn hoàn mỹ. Thế nhưng mà tại sao tôi lại cảm thấy lẻ loi khổ sở? Cửa hàng đó rất nhiều loại hoa đẹp. Anh ta đứng trầm lặng, mắt chăm chú nhìn bó hoa hướng dương màu vàng rực rỡ. Tôi cười nhẹ rồi bảo Nam. Hoa hướng dương đẹp thật đấy. Em thích hoa hướng dương à? Dạ vâng ạ. Em thích nhất là hoa hướng dương. Bó hoa trên tay anh kia đẹp thật đấy. Bó hoa to như vậy chắc là đắt lắm. Nam đưa mắt nhìn bó hoa trên tay người đàn ông kia, gật đầu rồi nói. Không chỉ hoa đẹp, mà chủ nhân của bó hoa cũng rất đẹp. Nhìn là biết anh ta là người có tiền. Cô gái nào làm vợ của những người đó chắc là hạnh phúc lắm đây. Ừ. Em thì nghĩ là giàu có chưa hẳn đã hạnh phúc đâu. Quan trọng là phải yêu thương nhau. Nam nói với tôi dự định sẽ ở lại Hà Nội một tuần, nên trong một tuần này sẽ ở lại nhà chị họ của anh. Hai chúng tôi ngồi thêm một lúc nữa rồi bắt xe ôm lên đường. Vừa nhìn thấy tôi, chị họ của anh ngạc nhiên rồi hỏi. Ôi, tại đây là bé An mà em hay nhắc sao? Ôi trời à, An à, em xinh thật đấy. Dạ, em chào chị ạ. Ừ, chị tên là Cúc. Thế em ở đây cứ xem như ở nhà mình nhé, không cần phải ngại. Dạ vâng ạ. Chị Cúc thân thiện lắm. Chồng của chị đi công tác nên thành ra có chị và con chị mới gần 2 tuổi ở nhà. Tôi nhìn con chị Cúc, trộm vía đáng yêu thật đấy. Đáng yêu đến nỗi nhìn là muốn đẻ ngay một đứa như vậy. Tối hôm đó chị rủ tôi và Nam đi siêu thị. Mà công nhận siêu thị ở đây thích thật, lại còn tiện nữa. Đủ các mặt hàng không thiếu gì cả. Chị Cúc bảo tôi chọn mấy chiếc đầm mặc, nhưng mà tôi hơi ngại nên lảng ra chỗ quần áo trẻ em, chọn đồ cho con của chị. Trong lúc tôi đang ngắm nghía mấy bộ đồ thì cảm giác như có ai đó sau lưng cứ nhìn chăm chăm vào mình. Tôi giật mình quay lại. Là một bé trai gần 2 tuổi, ăn mặc rất bảnh bao, mà tôi còn nhỏ. Thế nhưng mà, ôi, thằng bé nó đẹp dữ thần ấy. Nét nào ra nét đó cứ như soái ca nhí. Thằng bé nhìn tôi rồi bỗng nhiên bập bẹ gọi. Mẹ ơi, bé. Nhìn thằng bé, nghe nó gọi mà bỗng nhiên tôi bối rối. Trẻ con thường sẽ rất nhạy cảm với mẹ ruột, mà không ngờ lại có đứa trẻ gọi nhầm như vậy. Thằng bé thì cứ đưa tay theo tôi ngập ngừng rồi nói. Cô không phải mẹ cháu. Thế mẹ cháu ở đâu mà lại để cháu đi một mình thế này? Tôi vừa dứt lời thì một người đàn ông chạy đến ôm đứa bé, sắc mặt thì hoảng hốt. Cô Chín, bố vừa mới xoay đi một cái, con đã chạy ra đây như vậy rồi. Tôi nghe xong ngước mắt nhìn người đàn ông. Đằng sau của anh ta còn có rất nhiều vệ sĩ, chắc là vừa huy động để đi tìm thằng bé. Thế rồi thằng bé đưa tay chỉ về phía tôi rồi gọi tiếp. Mẹ, mẹ. Lúc này người đàn ông cũng đưa mắt nhìn tôi. Tôi nhìn thấy ánh mắt của anh nhìn tôi đầy sững sờ, rất ngạc nhiên. Trong đáy mắt nhanh chóng ngấn nước, giọng nói nghẹn ngào. Vẫn. Vân sao? Chỉ là một từ thôi, nhưng mà sao lại nghe dịu dàng thiết tha thổn thức đến như vậy? Bỗng dưng chống ngực của tôi đập mạnh, cả người tê dại. Vân là tên của ai vậy? Là tên của mẹ cậu bé này sao? Là tên của vợ anh ấy à? Người ta gọi tên vợ người ta mà sao tôi có thể vô duyên cứ nghĩ là người ta gọi mình vậy? Hít một hơi thật sâu, tôi trở về thực tại, chậm rãi rồi nói. Hình như là anh nhận nhầm người rồi đấy. Tôi thấy khóe môi của anh ta mấp máy. Còn chưa kịp lên tiếng thì Nam đi đến. Trên tay của anh còn bế theo cả con của chị Cúc. An, em chọn được đồ gì chưa? Anh thấy ngoài này có bộ đồ rất hợp với cô bò đấy. Dạ vâng, em đang xem vài bộ. Người đàn ông kia thấy như thế thì lên tiếng hỏi. Đây là chồng và con của cô sao? Tôi đành lên tiếng trả lời thì bất ngờ điện thoại của anh ta đổ chuông. Trong lúc anh ta nghe điện thoại, tôi xin phép cùng Nam đi chọn đồ cho con của chị Cúc. Mà đứa bé kia vẫn nhìn theo tôi. Rồi thì đôi môi nhỏ xanh cứ mếu máo hai tiếng mè mè, khiến trái tim tôi mơ hồ nhói lên cảm giác khó nói thành lời. Tôi không biết tại sao bản thân lại có cảm giác đấy. Chỉ là giọng nói kia nghe thân quen quá. Giống như tôi đã từng nghe thấy ở đâu đó. Rồi lại còn ánh mắt của đứa nhỏ nữa.
Mỗi khi nhìn vào ánh mắt đó thì lòng của tôi lại cảm thấy thổn thức. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và quả thật không ngờ rằng Thư lại ra tay với Vân như vậy và đã khiến cho Vân mất đi trí nhớ. Giờ đây thì số phận một lần nữa khiến cho Vân gặp lại định mệnh của cuộc đời cô, đó chính là Quân và con trai của cô nữa. Thế nhưng mà giờ đây Vân đã mất đi trí nhớ rồi, thế thì phải làm như thế nào để Quân có thể khiến cho Vân nhớ lại và có thể quay trở về bên anh đây? Trong khi đó bên cạnh Vân giờ đây lại có một anh chàng, đó chính là Nam nữa. Mà anh chàng này thì lại dành tình cảm cho Vân. Và cũng chỉ còn một tập nữa thôi thì sẽ khép lại bộ truyện này. Thế thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là cái kết cho câu chuyện tình yêu này sẽ diễn biến ra sao nhé. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 12 giờ buổi trưa ngày mai trên kênh Chỉ Sầu. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Bên cạnh đó thì quý vị và các bạn nếu như yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành và thật nhiều sức khỏe nhé.